sự trên vào đó thì đó cũng là một cái miếng được bóng sắm và gọi được tay chàng đến từ Major. Đây là thời điểm mà không được nhà được phép mắc sai lầm. Mỗi sai lầm ở thời điểm quyết định của sai lầm thứ ba đều sẽ phải trả giá.